អ្នកដែលមានជំងឺទាំង 5នេះគង់គួរផឹកកាហ្វេឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្នកាហ្វេជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទដែលកំពុងទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកផឹកកាហ្វេយ៉ាងតិចបំផុតគឺពី 2 ក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែវាមានជាតិកាហ្វេមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចផឹកបានទាំងអស់គ្នានោះទេដោយសារតែកត្តាជំងឺមួយចំនួនគឺត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប៉ះពាល់កាហ្វេនោះទេអេអឹមអេសនឹងមកចែករំលែកអំពីជំងឺទាំង 5ដែលហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់កាហ្វេដើម្បីជៀសវាងរោគសញ្ញាវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ 1. ជំងឺពុកឆ្អឹងចំពោះអ្នកដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយបញ្ជាក់ថាមានជំងឺពុកឆ្អឹងត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញណែនាំឲ្យជៀសវាងការផឹកកាហ្វេជាចាំបាច់ដោយសារតែកាហ្វេអាចបង្កឲ្យមានការបំបែកនិងពន្លឿនការបញ្ចេញជាតិកាល់ស្យូមកាន់តែច្រើនជាមូលហេតុជួយជំរុញឲ្យឆ្អឹងមនុស្សកាន់តែផុយស្រួយថែមទៀតនៅពេលឆ្អឹងកាន់តែផុយស្រួយហានិភ័យនៃការបាក់ឆ្អឹងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទោះបីជារងការប៉ះទង្គិចតិចតួចក៏ដោ
mềm. Đa xa tay cà phê miền ẩn tư phôn ác chùi chùm rùi ở miền cao bằng chân axit cổ phép cắt tay tràn. Chia bí xế xâm rạp nẹ đầy miền rục xảy nhà cổ phép thôn thông ngô, chi viên ca khli cổ phép. Xâm rạp nẹ đầy miền rục xảy nhà tích tuốt, ác dùng qua mơ khuôn ánh thác cà phê phật cà phê rùi. Và miền ca chi chắp cua tay tờ rô cổ phép chung niên chi bần toàn. Đạp bầy chi viên rục xảy nhà nâng vi vót căn tay ác rõ chừng nâng. 7. Chúng ngư lược chiếm. Đa xa cà phê ai thua ai bệ đông lột lướn hay bằng cao xâm biệt chiếm cần tạch phúa. Chúng bố nạ đại ác rục rộng xâm biệt chiếm bán ai bằng to phạc bán nông chùm nôn môi xâm rôm nâng mình tràn bệnh. Tại nông cà này xâm rạp nạ đại miên chúng ngư lược chiếm rằm ráy trang băng rục bệ chúng nên hà mình ai phạc cà phê chế đạch hạt. Chỉ viên xâm biệt chiếm làng cần tạch phúa rồi hốt đó đạch sọ sạch chiếm. Buồn, chúng ngư bệ đông. Xem rạp nẹ chung ngư bẻ đông trở bằng cổ bẻ chung nên hà mình ai phật cà phê nụ tê. Đói xa cà phê mình ảnh tập ai thuộc ai bẻ đông lô căn tài lươn. Xem rạp nẹ đại ai cổ bẻ chung ngư nị bán, nơi tại ai bắn to phật băng không bà rìm mán dàng trang bằng phát trâm tại phí phên và nó không một tháng ngày. Bác xem rạp nẹ đại miên chung ngư bẻ đông làm ráy, cứ trở bằng hàm bắt đánh mình ai phát phô cà phê tê. Đói xa tại cà phê ai thuộc ai bẻ đông lột ngọp rồi hốt bắn đa ai mình cà kèng bẻ đông. 5. Chúng ngư tật nộp ảm. Xem rạp nẹ chúng ngư tật nộp ảm trong tay cà phê mùi mốc mình ai thua ở chút sco khăn khuôn lạng bà nụ lòi. Tại chỉ kêu xong khăn cà phê, đôi chía sco tật đọc cục hấp rư krim tư vinh nụ tề. Đói xa khăn khuôn xong cà phê đang nốt xuất xong tay ai chung bình ở chút sco lạng cành tật phùa. Tớp nẹ chúng ngư tật nộp ảm của tài chi viên phòng đài.